Cách nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật giành điểm tuyệt đối, em biết chưa? Hãy ghi nhớ 3 bước ẵm chọn điểm dạng câu hỏi này nha. Bước 1, gọi tên biện pháp nghệ thuật và trích dẫn từ cụm chứa biện pháp nghệ thuật đó. Bước 2, nêu tác dụng về mặt hình thức và nội dung của biện pháp nghệ thuật. Bước 3, kết lại bằng tư tưởng và tình cảm của tác giả đặt trong đoạn chứa biện pháp nghệ thuật đó. Để cho dễ dàng, hãy áp dụng mẫu sau đây. Đoạn mẫu gợi ý cách nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật. Đoạn văn, đoạn thơ trích trong tác phẩm A của tác giả B đã sử dụng biện pháp nghệ thuật C, trích dẫn từ cụm chứa biện pháp nghệ thuật đó. Biện pháp nghệ thuật trên không chỉ giúp ý thơ, lời văn thêm giàu sức gợi, tăng sức biểu cảm mà còn thể hiện sâu sắc nội dung nhà thơ, nhà văn muốn truyền đạt, đồng thời thông qua đó mang chở tư tưởng, tình cảm tác giả gói ghém gửi gắm trong trang viết. Có thể lấy ví dụ như sau: dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong ý thơ của Quang Dũng. Ta có thể viết câu thơ trích trong tác phẩm Tây Tiến của thi sĩ Quang Dũng đã sử dụng phép điệp qua điểm từ dốc. Biện pháp nghệ thuật kể trên không chỉ giúp ý thơ thêm giàu sức gợi, tăng sức biểu cảm mà còn thể hiện sâu sắc những cung đường Tây Bắc dợn ngập chồng chất những con dốc, đó là thách thức lớn nhất trên bước đường hành quân của những người lính. Đồng thời thông qua đó mang chở một nỗi nhớ da diết khôn nguôi tác giả gói ghém gửi gắm trong trang viết về một thời binh lửa chẳng thể nào quên.